Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Phong thủy Tam Nguyên xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Em là Đức Trung, trợ lý của thầy Tam Nguyên. Sau rất nhiều những câu hỏi thắc mắc cũng như là những mong cầu của các anh chị về mong muốn được hướng dẫn cũng như rằng là giải đáp những thắc mắc về việc kích hoạt tài lộc cho ngôi nhà như thế nào, cách xác định những phương vị tốt, những phương vị xấu, cách xác định những hướng có vận khí tốt, hướng có vận khí xấu để từ đó đưa ra những phương án về kích hoạt hay hóa giải. Qua những câu hỏi như vậy thì ngày hôm nay Phong thủy Tam Nguyên xin phép sẽ đi vào chi tiết hướng dẫn các anh chị cách kích hoạt tài lộc cho ngôi nhà trong năm 2019 như thế nào. Như các anh chị đã biết, đất thì có vận của đất và trời thì có vận của trời. Mỗi năm vận khí đất trời thay đổi, con người nhỏ bé chúng ta sống trong vũ trụ này dựa vào thiên khí, địa khí mà kiến tạo nên một không gian sống, môi trường sống, cảnh quan hay cách cục để đảm bảo sự hài hòa giữa thiên, địa, nhân khí, cân bằng yếu tố âm dương ngũ hành, từ đó sinh ra hòa hợp, tạo lên tài lộc, sức khỏe và gia đạo bình an. Việc nắm bắt thiên khí, đến hướng hay cách bài trí sắp xếp và sử dụng pháp khí phong thủy để kích hoạt những phương vị tốt lành hay hóa giải những phương vị xung sát là việc vô cùng cần thiết. Theo hành không vi tinh, chúng ta đang ở hạn nguyên của vận 8. Và năm 2019 Kỷ Hợi thì tinh bàn huyền không có kết cục trùng với tinh bàn của đại vận. Tức chúng ta sẽ thấy sao số 8 nhập trung cung. Từ đó phi tinh ra chúng ta sẽ thấy các sao khác nằm ở nhiều vị trí khác nhau, mang lại yếu tố đắc cục hay hung tinh. Dựa trên lòng bàn tay và theo đường lường thiên xích chúng ta có thể suy ra điều này. Sao số 8 nhập trung cung, từ đó chúng ta thấy cửu tử đến tây bắc, nhất bạch quan tinh đến phương tây, nhị hắc bệnh phù đến đông bắc, tam bích thị phi đến phương nam, tứ lục văn xương đến phương bắc, ngũ hành đại sát đến tây nam, lục bạch đến phương đông và thất xích phá quân đến đông nam. Một số cát tinh mang lại vận may và một số hung tinh khác thì mang lại những vận rủi ro và từng phương vị, ảnh hưởng lớn đến cát và hung của gia chủ. Chi tiết về các hung vận khí của từng hướng và phương vị, anh chị theo dõi và luận bàn cùng với Phong thủy Tam Nguyên chúng tôi. Vận khí hướng nhà tiếp theo chúng ta bàn tới hướng nhà đông bắc. Hướng đông bắc có giải độ từ 22,5 độ cho đến 67,5 độ. Năm 2019, nhà hướng đông bắc có sao nhị hắc bệnh phù chiếu đến. Sau này là sao ngũ hành thuộc thổ, là đại hung tinh thứ hai trong bát vận chỉ sau ngũ hành đại sát. Nhị hắc còn gọi là sao bệnh phù, chủ về bệnh tật đau đớn, tai họa ngoài ý muốn, các vấn đề về sức khỏe và thương vong. Chỗ mà sao bệnh phù đeo đến ắt nên hạn chế động thổ, cũng không nên bày bè cá, chậu cảnh, cây cối và thảm đỏ, nếu không sẽ càng khiến như bệnh phù tinh càng thêm hung hãn, dẫn đến thương vong và quan tư. Năm nay tinh cung đương vượng với yếu tố thổ của nhị hắc kết hợp cùng yếu tố thổ của phương vị đông bắc theo thiên bát quái càng tăng thêm phần hung dữ của nhị hắc bệnh phù. Nếu bố trí không hợp lý sẽ dẫn đến bị cảm nhiễm, sức khỏe suy giảm, thậm chí có thể mất máu do mổ xẻ, tài vận suy sụp, khắc khẩu trong gia đình khiến gia đạo không yên và tài lộc đi xuống. Về phương án hóa giải, với nhà hướng đông bắc năm nay chúng ta hạn chế việc cơi nới sửa chữa hay đập phá, nên giữ gọn gàng sạch sẽ, đồng thời chúng ta treo sông ngũ phúc hoa mai trước cửa nhà để tiến hành hóa sát và xử lý về những phần tạp khí cũng như sát khí đến với hướng nhà. Đồng thời thảm trải lối cửa nhà chúng ta đặt màu bi hoặc màu xanh nước biển để hóa giải đi phương án về ngũ hành thổ của sao nhị hắc đao đến. Về phương vị, nếu phòng ngủ của anh chị đặt ở phương đông bắc, chúng ta nên rời sang một vị trí khác, không nên thường xuyên sinh hoạt trong khu vực này. Khuyên anh chị nên sử dụng vật phẩm hồ lô hòa hợp chúng ta treo tại đầu giường. Trong phong thủy, việc sử dụng hồ lô để mang yếu tố hóa giải những bệnh phù cũng như hóa giải tạp khí thường xuyên được sử dụng. Đồng thời với hồ lô hòa hợp với chất liệu bằng gỗ đào sẽ mang yếu tố về tịch tà hóa sát cũng như thâu thu những tạp khí uế khí để bổ trợ thêm sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời trên hồ lô hợp khắc chú hòa hợp cũng như được nạp cốt khai quang sẽ mang yếu tố về hòa hợp vợ chồng, tăng thêm cảm xúc cũng như mối quan hệ vợ chồng được cải thiện. Đồng thời nếu như phương vị đông bắc ở trong phòng khách có kệ hoặc tủ, anh chị tiến hành sử dụng vật phẩm đó là hồ lô hóa sát gỗ đào chúng ta đặt tại phương vị đông bắc ở trong phòng ngủ. Với chất liệu bằng gỗ đào mang yếu tố về hóa giải những sát khí cũng như thâu thu những yếu tố về sát khí và tạp khí, đồng thời gỗ đào là loại gỗ mang yếu tố tịch tà rất cao, thì anh chị đặt tại phương đông bắc trong nhà để mang yếu tố hóa giải về sát khí tại khu vực này. Và khi sử dụng, các anh chị mở nắp của hồ lô ra để mang yếu tố thâu thu sát khí tại khu vực này ra.
Về vấn đề xây dựng nhà cửa hướng Đông Bắc năm 2019. Do năm 2019, nhà hướng Đông Bắc, tọa Tây Nam, cả hướng và tọa đều không đắc cách. Do phần tọa Phạm Ngũ Hoàng Đại Sát, phần hướng lại Phạm Giáp Bình Phù, nên hướng này bán cắt. Muốn khai sơn làm hướng hay tu vương, ta nên đều cần tính toán cho cẩn thận và chọn vào thời điểm nhật nguyệt đáo sơn cung để làm. Cụ thể các tháng vượng để chúng ta xây dựng nhà mới đó là vào tháng 5 hoặc tháng 8 âm lịch. Các tháng vượng để tiến hành sửa chữa nhà hướng Đông Bắc chúng ta nên triển khai vào tháng 4 hoặc tháng 5 âm lịch. Về chi tiết cụ thể, các anh chị nên có phương án tìm đến những chuyên gia phong thủy để nhận được sự tư vấn tốt nhất. Chi tiết thì anh chị và các bạn có thể liên lạc lại ngay đến số hotline hiển thị trên màn hình, hoặc có thể để lại thông tin họ tên cộng số điện thoại cộng với câu hỏi cần được giải đáp ở dưới phần bình luận, thì đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên sẽ liên lạc lại ngay với các anh chị để tư vấn một cách cụ thể và chi tiết nhất. Xin cảm ơn.